ra thì với ba cô thì tất cả có nghĩa là các bạn cũng giống như con thôi, thì đều ở lớp hát, đều thành viên lớp hát thì cũng đều hoàn hảo đáng yêu mà. Các cô nên đứng lên đây để cầm cái bánh mà con có thể chụp ảnh á.